Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Cảm động với cảnh si tình của anh chàng Hải Đăng. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của đánh cắp số phận. Trở về sau khi tu nghiệp, nhanh chóng Hải Đăng đã tìm được nơi làm việc mới là CNC và nơi đây Minh Anh cũng đang làm việc. Nắm được danh sách nhân viên và tình trạng hôn nhân, Hải Đăng biết được Minh Anh thật sự chưa kết hôn. Anh xem đây tiếp tục là cơ hội để theo đuổi người con gái gắn bó với mình từ đại học. Hải Đăng mượn cớ công việc để hẹn gặp Minh Anh đi uống nước. Vì tính chất của công việc, nên Minh Anh cũng không còn cách nào để từ chối Hải Đăng được. Thế nên, cô đành phải đi gặp mặt Hải Đăng. Đến gặp mặt, anh chẳng nói gì về công việc. Hải Đăng liên tục kể về những kỷ niệm đẹp giữa hai người. Anh chất vấn rằng vì lý do gì Minh Anh lại cố tình nói dối Hải Đăng. Nếu như Minh Anh không hài lòng Hải Đăng ở điểm nào, thì có thể nói cho anh ấy biết. Hải Đăng sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể khiến cho Minh Anh hài lòng. Chỉ mong là Minh Anh có thể nói ra được. Đừng cố gắng tránh mặt Hải Đăng như vậy nữa. Vừa nói, Hải Đăng vừa nắm lấy bàn tay của Minh Anh, với ánh mắt đầy sự cầu khẩn. Nhưng Minh Anh lập tức đẩy ra và nhắc lại một lần nữa, là giữa cô ấy và Hải Đăng không còn gì để nói nữa. Cô nói mình đang yêu một người khác rồi, mong anh hãy giữ khoảng cách giữa hai người. Minh Anh rút tay của mình lại, rồi tha thiết xin Hải Đăng, hãy buông tha cho mình. Cô ấy chỉ muốn bình yên mà sống mà thôi. Còn nếu Hải Đăng cứ tiếp tục làm như vậy, thì Minh Anh sẽ xin nghỉ việc ở công ty CNC. Trước lời đe dọa của Minh Anh, Hải Đăng cũng không còn cách nào khác, anh im lặng ra về, hy vọng mưa dầm thấm đất, tình cảm chân thành sẽ làm Minh Anh thay đổi suy nghĩ. Ít ra thì bây giờ, anh vẫn có cơ hội để thấy Minh Anh mỗi ngày. Nếu anh cứ tiếp tục làm quá lên, thì chỉ e là đến cơ hội được gặp Minh Anh cũng không có. Hải Đăng nghi ngờ có một nguyên nhân sâu xa nào đó mới khiến cô ấy thay đổi như vậy. Nhưng có làm cách nào thì Minh Anh cũng không chịu nói ra. Điều này đã khiến cho Hải Đăng vô cùng trăn trở. Anh tự trách bản thân mình bất tài, vô dụng nên mới không thể giữ được Minh Anh bên mình. Ban ngày, Hải Đăng làm việc ở công ty, nhưng vẫn phải giả vờ là không hề quen biết gì với Minh Anh. Hết giờ, anh cứ nghĩ về những kỷ niệm ngày xưa mà hai người đã từng có với nhau. Hải Đăng lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Hải Đăng si tình đến mức anh theo Minh Anh cả trong công ty đi về đến nhà trọ, nhưng không dám gặp mặt để mở lời. Bên trong nhà, Minh Anh vẫn vô tư, không biết ở bên ngoài đang có người đang theo dõi từng hành động của mình. Cô cầm tấm ảnh chụp chung giữa mình và Hải Đăng lên để nhìn ngắm. Thực chất thì đến tận bây giờ, cô vẫn luôn nhớ về Hải Đăng. Tình cảm mà Minh Anh dành cho Hải Đăng vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Vì gia đình Hải Đăng ngăn cản, cô nghĩ mình nên lùi bước để tránh gây xung đột cho gia đình anh. Nhìn thấy cô còn giữ hình kỷ niệm, rõ ràng Hải Đăng đã thấy được rằng Minh Anh vẫn còn yêu mình. Nhưng tại sao cô ấy lại quyết định rời xa Hải Đăng làm gì chứ? Sau đó anh lấy hết can đảm gọi Minh Anh. Thấy bản thân của mình bị phát hiện, Minh Anh lập tức trốn bên hông cửa sổ, rồi ôm chặt tấm ảnh mà khóc. Dù Hải Đăng có nói gì thì cô vẫn nhất quyết không chịu trả lời. Bất lực trước khi rời đi, Hải Đăng đã gửi lời nói cuối cùng đến Minh Anh, rằng dù sau này cô có chọn lựa như thế nào, anh sẽ bên Minh Anh mãi mãi. Liệu trước sự chân thành của Hải Đăng, Minh Anh có nói ra sự thật? Sẽ còn chuyển biến gì về tình yêu của cả hai? Mời các bạn đón xem các diễn biến tiếp theo của bộ phim Đánh cắp số phận. Nhớ like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.